Mày hung được đó. Mày đó, không hung được ông Sang đó. Hung miệng mày không được tất hả? Mày không hung được ông Sang chị tức hay sao? Mày không hung được ông Sang chị tức. Ông Sang là anh em biết đó mày á. Trời ơi. Đi, đừng có xuyên. Anh đi ra sân bay á. Người ta đang phải dòm nó. Người ta nói tiếng này á, ý này nó nói chắc người ta đang ghê lắm không? Người ta nói nhìn thằng này là biết sao rồi, cho nên đứng. Xin chào nha. Sợ tao không cần biết. Rồi xin thêm người đàn bà hay là người đàn ông vậy? Cái gì anh nói xấu em, anh nói lớn chứ nữa em già bị lạc tai. Mày nghĩ đồng chí nói xấu nói bự xíu được không? Nói xấu mà phải nói gì đi. Cái nào nãy đâu bật tâm sự phố đâu nè. Coi coi nha. Đây đây làm được. À. Cho nước mắm không? Em mấy à? Tết em đi nguyên cái miền Tây. Về cái mặt em đi nguyên cái giờ rồi, sao ngồi lâu vậy? Thôi em cần chị. Nó nghĩa là chị chưa có về em tạo lại em. Vậy còn cái này ta nhặt lâu quá, anh lấy ta nhặt mới đó kìa. Không, cái này em không về. Chị mọi người kêu anh đi đi đi, hay em cắt giặt. Em sợ chị lấy cái bánh đất biển cho em mới cho đi. Nãy ông nói em cái chữ em gấp giặt cái là nó xuống rớt lại liền. Chị nhìn coi cả gia đình của em nguyên một bàn ở nhà em không á. Nhà em không á, trời em nghe hỏi cho em. Quá rồi. Nhà yeah, tất cả YouTube nha mọi người ơi, mấy anh ơi, mấy anh sao mấy chị ơi, mọi người cấp đồ, nhà chị hơn tin tiên đi về hết. Dạ với nói chị xin em kỳ lắm, có gì nói tụi em, nói gì tụi em góp ý kiến đi, em tải máy tay chân lắm. Chị đi ăn tiền hay là đi như dỗ tổ thôi, chị đi đâu có đi bao nhiêu ngoài gì đâu. Anh nói vừa vừa thôi, anh dặn một bát là 7 tập luôn đó. Em có cuốn hàng với dỗ. Dạ em cảm ơn. Em có cắt tên chị. Em mày nói sẵn mày phun tao xấu tao nói luôn. Tao đi đây là tao muốn đi băm cái hoa gì nghe. Thấy cái kéo nó chụp chị đó ơi, lấy miếng chừng hơn xịt cho chị đi giùm tao. Lấy miếng chừng hơn Nguyên. Lấy miếng chừng hơn xịt cho chị. Tắm cho tao còn chua. Dạ cảm ơn ạ. Có đồ mới ở trong cái bài này. Ừ có cái gì hôm nay là xong hết. Hãy lôi trở lại đi đến nhà. Hết rồi. Em đâu giúp ba chào ông đâu. Chào nó gì vậy? Hết tên gì của nhà. Ừ tên này chị Nguyễn Hồng đi nữa đi nữa. Lên lên ơi, lên ơi lên, lên tiếp khách chứ không phải là ăn đồ ăn. Tiếp khách lên, đừng có ăn nữa nè. Tiếp khách lên đi ơi. Nhớ chở em chỉ có ăn với bà thôi. Dạ sẵn đây thì con cũng mời ba. Ba ơi. Mẹ cha nha. Vô hỏi thăm mẹ đi con. Con xin kêu con ngoại thợ con xin kêu liền. Em ơi chân đi nhậu. Chiều ơi chiều ơi chiều ơi. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, ai nói chuyện mà nhẹ quá vậy? Ai đứa nào mới cảm ơn chị mà nhẹ quá vậy cha? Có nhẹ tương à. Bé nhỏ, bé nhỏ, bé nhỏ. Bé nhỏ mới vừa nói. Bé nhỏ là không có gì cầm cầm.
còn lỗi nãy nãy về nãy tao anh ấy cái đũa chị không chị nãy giờ bốc không là xin nước rồi đang cắt thôi chị coi nhìn há hậu cái hồng bự ra ăn cái cây mà gấp bằng đũa. Rồi rồi đến rồi nè. Mình nữa có mấy quay á là tôi sẽ ăn một nửa ăn nhiều về giống bá về luôn trời. Chết luôn. Ê lớn tới kìa anh ơi. Nãy giờ nó đi ngủ mới thức kìa. Ủa ai mà để trời nó cái ngủ mới thức kìa anh. Quay tầm lắm rồi. Đi ngủ mới thức kìa. Chị ơi chị đá em đi chị. Tay của chú chị không? Hello em chào chị nha. Đá đâu cái đầu cái đấy. Chị đá đâu. Đá ơi. Ly ơi. Rồi được rồi. Ơi. Ly ơi. Để cho Ly ăn đi, Ly ăn đi. Ly ơi. Bây giờ đang ăn ăn mọi người ăn không hả em đi với cái chị quen rồi chứ không được view rồi em ăn chị đúng rồi, con cá lại còn không kìa, chị đúng con cá đi, chị hay hút cầu lắm. À, lát có văn nghệ thì em tắt xong em like lại coi cái gì để có luồng like khác để cho em like tiếp anh nhỉ. Chưa lắm, chưa. Văn nghệ chừng nào có văn nghệ em sẽ kết thúc like xong em like lại. Tại vì like mới thì nó có cho nó mới có ca nhạc á dễ chỉnh sửa. Hỏi hết này coi. Ai coi ai không hai đứa rồi. Mới luôn mà hết cái like coi. Các bạn nghe các bạn đang diễn nét gì vậy à? Là hôn không được tức hay sao hai đứa này hôn được tức? Hai đứa hôn không được ông sang tức. Hôn miệng mày không được tức hả? À? À. Vậy không hôn được ông sang gì tức hay sao? Vậy không hôn được ông sang gì tức? Ông sang là anh đi mấy đứa mày á. Trời ơi. Đi, anh đi ra sân bay á, người ta đang bây giờ nó hẹn người ta nói tiếng Tây á, ý này nó phải chắc là đang nghe đó không, người ta nói nhìn thằng này là biết sao rồi, cho nên đứng đứng lại xin chào nha. Vì để về đuổi rồi cả nhà.